Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau. Thủ tướng gặp mặt 50 tấm gương thầm lặng vì cộng đồng. Người trồng cúc họa mi ở Hà Nội nâng cao thu nhập. Du lịch xanh hướng đi bền vững của Quảng Ninh. Bộ đội biên phòng Điện Biên bắt đối tượng vận chuyển 6kg ma túy đá. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, mới đây tại trụ sở chính phủ bày tỏ xúc động được gặp mặt 50 tấm gương tiêu biểu đại diện cho 400 đại biểu dự lễ tuyên dương những tấm gương sáng thầm lặng vì cộng đồng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị Bộ Lao động Thương binh Xã hội cần thường xuyên tôn vinh để những tấm gương sáng lan tỏa trong xã hội, trong làng xã, cộng đồng và trong mỗi gia đình. Đó chính là sức mạnh của dân tộc. Thủ tướng mong muốn việc xã hội hóa nguồn lực, công tác cứu trợ xã hội cần được nhân lên rộng rãi hơn nữa để chia sẻ với cộng đồng, qua đó tạo ra những năng lượng tích cực trong xã hội, lan tỏa tình thương, đồng thời nêu cao tinh thần lá lành đùm lá rách, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc. Tại buổi gặp mặt, Thủ tướng đã trao bằng khen tặng các tấm gương tiêu biểu. Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định hỗ trợ kinh phí cho các địa phương khắc phục hậu quả do mưa đá, dông lốc và mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc 8 tháng đầu năm 2020. Theo đó, trích 61,8 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2020 để hỗ trợ cho 4 địa phương khắc phục thiệt hại về nhà cửa do mưa đá, dông lốc gây ra, tỉnh Bắc Cạn, Lạng Sơn, Lai Châu, Lào Cai. Tạm cấp bổ sung 320 tỷ đồng cho 9 địa phương gồm Hà Giang, Điện Biên, Phú Thọ, Lai Châu, Cao Bằng, Tuyên Quang, Sơn La, Hòa Bình và Lào Cai để khắc phục thiệt hại do mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất 8 tháng đầu năm 2020. Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban Nhân dân các tỉnh được tạm cấp kinh phí, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, có trách nhiệm sử dụng nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ, chủ động sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để kịp thời thực hiện khắc phục hậu quả thiên tai gây ra theo thứ tự ưu tiên, bảo đảm đúng đối tượng, chế độ. Nếu như trước đây Quảng Ninh được biết đến là vùng đất nổi tiếng về than khoáng sản, kinh tế chủ lực là khai thác khoáng sản, thì nay nơi đây đã có sự chuyển mình ngoạn mục từ nâu khai thác khoáng sản sang xanh, du lịch xanh. Tận dụng sự ưu đãi về thiên nhiên, thắng cảnh, Quảng Ninh đẩy mạnh phát triển du lịch theo hướng bền vững, ưu tiên bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan và cải thiện khí hậu. Du khách khi đến với Quảng Ninh sẽ được trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc, từ du lịch tâm linh, chinh phục đỉnh thiêng Yên Tử cho đến thả hồn thư giãn, lênh đênh trên vịnh Hạ Long. Top 50 kỳ quan thiên nhiên đẹp nhất thế giới. Đó vừa là đặc sản, vừa là sức hút mạnh mẽ đối với du khách trong và ngoài nước khi đến với Quảng Ninh. Vịnh Hạ Long là một cái khu kỳ quan không riêng gì của Việt Nam mà nổi tiếng khắp thế giới. Do mình khao khát giữ cao được đến đây. Chiến lược chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ nâu khai thác khoáng sản sang xanh, du lịch xanh của tỉnh Quảng Ninh đã và đang khẳng định hướng đi đúng đắn và hiệu quả. Tiên phong phát triển du lịch xanh, tỉnh Quảng Ninh chú trọng ưu tiên bảo vệ môi trường, khôi phục và mở rộng diện tích cây xanh, thảm thực vật vùng ven biển, khuyến khích đầu tư các khu du lịch sinh thái và các sản phẩm du lịch thân thiện môi trường. Đối với các điểm đến thì sẽ các đơn vị cùng cung cấp dịch vụ du lịch cùng với sở du lịch tại địa phương, cùng với chính quyền địa phương đưa ra một hệ sinh thái sản phẩm, cam kết về chiến lược giá, về dịch vụ, về các điểm mới, và cái cam kết đó phải được công bố. Địa phương này có rất là nhiều tập đoàn kinh tế đang hoạt động và với số lượng của người lao động ở đây cũng rất là lớn, và chúng ta kỳ vọng sẽ góp phần thu hút và tạo nên những đường tour hấp dẫn đối với thị trường khách đầy tiềm năng này. Nếu như năm 2019, Quảng Ninh đón được khoảng 14 triệu lượt khách, trong đó có gần 6 triệu du khách quốc tế, với tổng doanh thu đạt gần 30.000 tỷ đồng, thì năm 2020, ngành du lịch tỉnh đang tìm mọi cách phục hồi sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Dù tài nguyên du lịch đa dạng, dồi dào, nhưng chọn cách đi đường dài, Quảng Ninh đã khai thác bền vững, lợi thế vốn có, để tự mình không vắt kiệt mình, phát triển du lịch gắn với kinh tế biển. Trong vòng 5 năm qua, thì tỉnh Quảng Ninh đã kêu gọi được các cái nguồn vốn tư nhân để đầu tư, thứ nhất là hệ thống cao tốc, thứ hai là hệ thống sân bay, của cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Chúng tôi đã làm được là một hệ thống là các cái đường lối giữa tỉnh Quảng Ninh đối với là tất cả các cái tỉnh trong vùng đồng bằng sông Hồng với thủ đô Hà Nội và lên Tây Bắc. Thứ tư là hoàn thiện cái hạ tầng liên quan đến cảng biển, thu hút được rất nhiều các cái doanh nghiệp để đầu tư các cái sản phẩm du lịch.
Diện mạo hôm nay của đất mỏ Quảng Ninh đã được lấp đầy những dự án du lịch trị giá hàng nghìn tỷ đồng, trải dài từ Vân Đồn qua Hạ Long đến Uông Bí. Có thể thấy, Quảng Ninh đang trên đường khẳng định thương hiệu du lịch và bậc nhất Việt Nam, đem lại nguồn thu cao và ổn định cho địa phương, đời sống người dân nhờ đó được cải thiện và nâng cao. Trong đó, du lịch xanh là cách mà Quảng Ninh quảng bá một điểm đến thân thiện không chỉ với du khách mà cả với môi trường, để bảo vệ kỳ quan thiên nhiên thế giới, giữ gìn món quà vô giá mà mẹ thiên nhiên ban tặng. Trước bối cảnh thị trường du lịch quốc tế toàn cầu đóng băng do ảnh hưởng của COVID-19, Việt Nam tiếp tục nỗ lực khai thác thị trường nội địa khi dịch bệnh được kiểm soát tốt trong cộng đồng. Toàn ngành du lịch đang tích cực thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19 vừa phát triển kinh tế xã hội. Hàng loạt chương trình kích cầu với giá hấp dẫn, chất lượng đảm bảo. Rất nhiều địa phương liên kết với doanh nghiệp du lịch để thu hút khách. Và rất nhiều những cái bắt tay hợp tác liên kết giữa các thành phố lớn với các vùng kinh tế trọng điểm trên cả nước. Chưa bao giờ sự liên kết giữa các doanh nghiệp với cơ quan quản lý du lịch, chính quyền địa phương lại chặt chẽ như bây giờ. Qua cái đợt Covid này đó thì liên kết tạo sức mạnh là quyết định rất lớn. Và chưa bao giờ các doanh nghiệp mà của tất cả các lĩnh vực mà hoạt động liên quan đến du lịch đó là kết nối lại và trao đổi rất là chặt chẽ để tìm ra các giải pháp cũng như các kế hoạch. Trong thời gian vừa qua thì có hàng loạt các cái địa phương, rất là nhiều các địa phương đã tổ chức các cái mô hình liên kết mới, liên kết từ Bắc Trung Nam, liên kết giữa các địa phương có các cái sản phẩm du lịch khác biệt để từ đó hình thành nên những sản phẩm và với chính sách giá cả hấp dẫn để mà thu hút khách từ những cái thị trường nguồn. Không than khó, mỗi người làm du lịch đang cố gắng hết sức để phục hồi và phát triển. Nhờ đó, trên khắp các điểm du lịch hiện nay đã bắt đầu đông khách trở lại. Trước tiên là chúng ta hiện nay là đã có thể tiến hành cái du lịch nội địa một cách rất là thuận lợi rồi. Vậy thì phải tận dụng mọi cơ hội để phát triển du lịch nội địa càng nhanh càng tốt để chuẩn bị cho tương lai. Khi mà cơ hội du lịch quốc tế có thể mở ra, lập tức ngành du lịch sẽ thực hiện ngay. Cuối năm với nhiều ngày lễ lớn, từ Noel đến Tết Dương lịch rồi đến Tết âm lịch, đó được coi là những thời điểm vàng để thu hút khách du lịch. Tại các cơ sở lưu trú, cùng với chương trình kích cầu du lịch tại chỗ, nhiều hoạt động thu hút sự quan tâm của du khách cũng liên tục được thực hiện. Và lễ thắp sáng cây thông Noel được coi là tiệc mừng mở màn cho một mùa lễ hội hứa hẹn tỷ lệ cao về độ bao phủ buồng phòng. Chủ đề chính của lễ thắp sáng cây thông Noel năm nay tại khách sạn Metropole là niềm vui cho mọi người. Thật sự là một năm khó khăn với tất cả mọi người chúng ta khi đại dịch Covid-19 ảnh hưởng trên toàn thế giới. Do đó, việc mang lại niềm vui cho mọi người là quan trọng. Người dân cần yêu thương nhau nhiều hơn, trao yêu thương và để nhận lại yêu thương. Đợt dịch lần thứ nhất được kiểm soát, ngành du lịch đã kích cầu nội địa thực sự thành công. Sau đợt dịch lần thứ hai, khó khăn gấp bội, nhưng khí thế phục hồi thị trường nội địa đang rất mạnh mẽ trong toàn ngành du lịch. Mới đây tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tổ chức Hội thảo Giáo dục 2020 với chủ đề Tự chủ đại học, từ chính sách đến thực tiễn, nhằm tìm ra giải pháp tháo gỡ khó khăn thúc đẩy tự chủ đại học. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự hội nghị. Giáo dục đại học có vai trò quan trọng với quốc gia và dân tộc ở mọi thời đại. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục đại học từng bước hoàn thiện là hành lang pháp lý cho giáo dục đại học phát triển phù hợp với chủ trương, định hướng đổi mới của Đảng. Đặc biệt có nhiều chính sách mới đã được hoạch định và thực thi như việc đẩy mạnh tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học. Tuy nhiên, quá trình thực thi còn nhiều khó khăn thách thức, đòi hỏi phải đổi mới. Các đại biểu nhận định, mặc dù chính sách tự chủ đại học đã được các cấp lãnh đạo đề xuất và đưa vào hệ thống luật về giáo dục, nhưng nhận thức về chính sách này vẫn còn khoảng cách giữa các cấp khác nhau trong thực thi chính sách. Vì vậy, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị để thực hiện tự chủ, cần thay đổi nhận thức của bản thân các trường. Tự chủ cần được hiểu là tự chủ về chuyên môn, chứ không phải là tự chủ về tài chính. Phó Thủ tướng khẳng định, để triển khai thiết thực quá trình tự chủ, cần thực hiện tốt hai việc, thành lập hội đồng trường theo đúng quy định của pháp luật và xây dựng bộ quy tắc ứng xử của mỗi trường một cách chi tiết cụ thể. Chuyển vai trò sở hữu từ cơ quan chủ quản sang hội đồng trường. Nếu thực hiện tốt thì những vấn đề vướng mắc trong tự chủ giáo dục đại học sẽ dần được giải quyết.
người lao động sẽ được nghỉ Tết Tân Sửu trong 7 ngày. Phương án nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 này vừa được Thủ tướng đồng ý mới đây. Cụ thể, người lao động sẽ bắt đầu nghỉ Tết từ ngày 10 tháng 2 năm 2021 đến ngày 16 tháng 2 năm 2021 dương lịch, tức ngày 29 tháng Chạp năm Canh Tý đến ngày 5 tháng Giêng năm Tân Sửu. Ngoài ra, Thủ tướng cũng đồng ý phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm sau là bổ sung một ngày nghỉ liền kề sau ngày 2 tháng 9. Như vậy, người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Vừa qua tại Hải Phòng, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phối hợp tổ chức diễn đàn với chủ đề Phát triển sản xuất nông sản an toàn, liên kết tiêu thụ sản phẩm gắn với truy xuất nguồn gốc. Trong bối cảnh nền nông nghiệp sản xuất nhỏ, phân tán, thì việc liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ nông sản an toàn, truy xuất được nguồn gốc sẽ giúp tăng cường sản xuất tập trung, nâng cao chất lượng nông sản, đáp ứng nhu cầu về số lượng lớn, chất lượng đảm bảo của thị trường trong nước và xuất khẩu, qua đó giúp người nông dân nâng cao thu nhập, ổn định đời sống sản xuất. Các chuyên gia khẳng định, mô hình này giúp tăng giá trị sản phẩm, giảm chi phí về sản xuất, vận chuyển, thời gian sản xuất sản phẩm. Diễn đàn đã nêu ra những bất cập và tồn tại trong thực tế hiện nay và đề xuất các giải pháp để thắt chặt mối liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản an toàn. Nguồn lực chính sách tiếp tục đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc nuôi dưỡng hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam, đặc biệt sau dịch COVID-19. Đây là nhận định của các chuyên gia tại tọa đàm định hướng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo sau đại dịch COVID-19 do Bộ Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp tổ chức mới đây tại Hà Nội. Theo các chuyên gia, COVID-19 đã tạo ra những thách thức rất lớn cho nền kinh tế, nhưng chính khủng hoảng lại là cơ hội cho đổi mới sáng tạo. Từ trong khó khăn đã xuất hiện những mô hình doanh nghiệp khởi nghiệp thành công. Việt Nam trở thành thị trường đầu tư cho khởi nghiệp đầy hấp dẫn với việc kiểm soát tốt dịch bệnh. Trong bối cảnh ấy, chính sách cho khởi nghiệp cần định hình phù hợp với tình hình mới. Hệ sinh thái đó sẽ tái khởi động lại rất nhanh sau khi chúng ta kiểm soát được COVID-19. Và trong cái bối cảnh đó thì thứ nhất là chính sách của chúng ta phải ban hành kịp thời, phải mở đường cho những cái động thái mới, cho những cái chuyển động mới sôi động hơn trong hệ sinh thái khởi nghiệp. Cái thứ hai là về nguồn lực tài chính, chúng ta cần có nhiều nguồn lực hơn để hỗ trợ các cái tổ chức doanh nghiệp, kể cả của cá nhân cũng như của cộng đồng. Chúng ta sẽ nghe thấy là chính sách nó cứ đâu nó không lên tôi này, tôi không được nhận cái gì cả, mọi người sẽ kêu rất là nhiều. Thì đây phải có một câu chuyện, nhất là phải rất công bằng. Chính sách luôn luôn có độ trễ. Đặc biệt với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thì ta phải chấp nhận nó. Tại sao? Nếu các bạn muốn làm một sản phẩm mà nó mới đến mức mà chưa ai làm cả, khác biệt hoàn toàn, thì làm sao cái người làm chính sách họ nghĩ được để họ có thể thiết kế cái hỗ trợ cho mình được? Nếu mọi người coi chính sách là một nguồn lực thì mọi người phải chủ động tiếp cận và giành lấy nguồn lực đấy. Các chuyên gia cũng nhận định, sau COVID-19, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam có sự chọn lọc tích cực hơn về chất lượng và tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Việt Nam hiện nằm trong top 100 hệ sinh thái mới nổi, nhiều triển vọng trên thế giới. Sự cởi mở đối thoại công tư đã tạo ra nhiều bước tiến mới trong việc xây dựng chính sách cho khởi nghiệp tại Việt Nam. Những năm gần đây, cúc họa mi được nhiều người dân ưa chuộng và ví như loài hoa gọi đông về trên phố. Do đó, người trồng cúc họa mi ở các làng hoa như Nhật Tân, Tây Tựu, Hà Nội có cơ hội thu về hàng chục triệu đồng mỗi mùa, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống. Mùa cúc họa mi nở rộ vào mỗi dịp chấm đông và chỉ kéo dài trong khoảng thời gian ngắn từ 2 cho đến 3 tuần. Vì vậy, để hoa ra đúng vụ, người trồng cúc họa mi sẽ ươm mầm từ khoảng tháng 6 đến độ cuối tháng 11, hoa bắt đầu nở và cho thu hoạch. Để có những bông cúc đẹp nhất, người trồng hoa cần trồng đúng thời điểm và chăm sóc hoa một cách tỉ mỉ. Cái cúc họa mi thường người ta trồng sang tháng 5, thì nó tầm ở quãng cũng 5 tháng và 4 tháng. Trồng muộn thì nó lại nhanh nở. Rồng sớm thì cây nó dài, nó không phải thời tiết của nó thì cây nó dài mà nó về sau cái hoa thì có cái là cái hoa nó đẹp hơn cái hoa cái cây nó ngắn. Khoảng 3 năm trở lại đây, cúc họa mi được khách hàng ưa chuộng, có sức tiêu thụ mạnh trên thị trường nên bà con đã đầu tư trồng trở lại. Có những nhà dành 2/3 diện tích đất để trồng cúc họa mi. Thu nhập của người dân cũng được nâng cao rõ rệt, gấp nhiều lần so với trồng lúa như trước đây. Giá họa mi nếu như bán ở cái tuần mà cách đây khoảng tuần hay chục hôm đấy thì nó bán khoảng độ một mớ, nó cho một ni lông đấy là 10 cây gì đấy thì nó bán khoảng 50.000 một mớ hoặc 30.000, nhưng bây giờ thì chậu này thấy mà rẻ có 20.000 thôi, 25.000 một mớ. Một xào nếu mà chúng mua ra thì cứ được khoảng độ 25-30 triệu đấy. Nếu mà họa mi mà cái giá mà khoảng độ 50.000 ấy
Mỹ này 30.000 ý, thì nó được khoảng 25-30 triệu, nhưng nếu mà giá rẻ như này thì không được, sao khi chỉ được hơn chục triệu thôi. Mùa cúc họa mi nở rộ, khắp làng hoa không chỉ nhộn nhịp bởi những thương lái vào mua hoa mà còn bởi cả những người yêu cúc họa mi tìm đến đây để ngắm hoa và chụp ảnh. Mình biết cái hoa này từ khoảng vài năm trước, thì có một chị cũng ra đây chơi á, xong rồi ôm một bó đem về rất là đẹp, cho nên thấy rất là thích, cho nên là lần này phải ra để xem á. Mấy lần trước thì cũng có ra, nhưng mà ra là hoặc là hết mùa hoặc là nó chưa đến mùa, cho nên là lần này là quyết định ra đúng mùa để được ngắm nó, chụp ảnh với nó. Nắm bắt được xu hướng này, nhiều chủ vườn đã dành những phần đất rộng để trồng cúc họa mi, đồng thời thiết kế thêm nhiều khung cảnh đẹp nhằm đáp ứng nhu cầu chụp ảnh của những người yêu hoa. Mức giá vé vào vườn dao động trong khoảng từ 20.000 đến 50.000 đồng. Tuy nhiên, khách đến vườn vẫn sẵn sàng bỏ ra để lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp với loài hoa này. Ngoài thu nhập từ việc bán hoa, người nông dân trồng hoa cũng có thể thu về cả triệu đồng mỗi ngày từ các dịch vụ kèm theo như ăn uống, trang điểm, cho thuê trang phục. Một mùa hoa cúc nữa lại về trên phố, trên những thửa ruộng ngập nắng của người trồng hoa. Cúc họa mi đẹp không chỉ bởi hương sắc vốn có của nó, mà còn bởi một cuộc sống tươi đẹp mà nó mang lại cho bà con làng hoa. Theo thống kê của Bộ Y tế, số trẻ em bị thấp còi do suy dinh dưỡng chiếm tỷ lệ 25%. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng này như trẻ không được nuôi dưỡng đúng cách, thiếu dinh dưỡng bẩm sinh hoặc do yếu tố di truyền. Vì thế, để tìm ra nguyên nhân và khắc phục, hướng đến sự phát triển toàn diện, ngay từ khi còn nhỏ, nhiều gia đình đã quan tâm hơn đến sức khỏe của con bằng việc thường xuyên đi khám sức khỏe dinh dưỡng, nhất là ở giai đoạn trẻ sơ sinh cho đến 5 tuổi. Dù đã gần 2 tuổi, nhưng em bé này thường xuyên trong tình trạng chán ăn, khó ngủ về đêm, tăng cân không đáng kể. Vì vậy, để yên tâm hơn, gia đình chị Trần Thị Lệ Giang đã tìm tới trung tâm khám tư vấn sức khỏe dinh dưỡng cho con. Từ đó, chị đã biết thêm nhiều kiến thức và chăm sóc tốt cho bé. Tại vì bé ăn kém nên là tôi muốn cho bé đi khám xem nó có thiếu cái chất gì không để cho bé cải thiện. Mình nghĩ là càng sớm càng tốt cho nó cải thiện cho nó phát triển tốt hơn. Theo thống kê của Bộ Y tế, số trẻ bị thấp còi do suy dinh dưỡng chiếm tỷ lệ 25%. Vì vậy, bên cạnh việc thăm khám tư vấn sức khỏe dinh dưỡng cho con, các bà mẹ cũng cần thực hiện xác định nồng độ vi chất, phân tích thành phần dinh dưỡng trong sữa mẹ hay chủ động tham gia các lớp học xây dựng thực đơn như thế này để trang bị kiến thức cho bản thân. Theo các chuyên gia, thăm khám tư vấn sức khỏe dinh dưỡng càng sớm càng có vai trò quan trọng, đặc biệt trong giai đoạn trẻ sơ sinh cho đến 5 tuổi, từ đó xây dựng lộ trình cải thiện sức khỏe và tầm vóc cho trẻ. Nếu như chúng ta khám dinh dưỡng càng sớm thì hiệu quả càng cao, cái ý nghĩa về mặt dự phòng sẽ càng lớn, và đặc biệt là nếu như có bệnh mà liên quan đến dinh dưỡng thì điều trị sớm sẽ điều chỉnh lại cái chế độ ăn, sẽ đem lại hiệu quả rất lớn. Và ngay cả những bệnh mà gọi là không liên quan đến dinh dưỡng đi nữa thì cái việc mà dinh dưỡng tốt cũng giúp cho cái thời gian điều trị ngắn hơn, thời gian khỏi bệnh được nhanh hơn và ít biến chứng hơn. Có thể nhận thấy việc xác định cụ thể các chỉ số dinh dưỡng cũng như cơ thể đã hỗ trợ rất nhiều để chẩn đoán chính xác hơn tình trạng dinh dưỡng bất thường trong vận động, không chỉ đối với trẻ em mà cả với người lớn. Sau khi xảy ra tình trạng rác đổ cao có ngọn gây mất vệ sinh môi trường xảy ra tại trung tâm quận Cầu Giấy, Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản đề nghị thành phố Hà Nội kiểm tra, làm rõ. Cụ thể, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các sở ngành và Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy khẩn trương vận chuyển khối lượng rác tồn đọng tại khu đô thị mới Cầu Giấy, thực hiện cải tạo môi trường sau khi hoàn thành, có phương án ứng phó đảm bảo các quy định về bảo vệ môi trường trong trường hợp tái diễn, chủ động công khai thông tin về kết quả thực hiện cho người dân và các cơ quan báo chí, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của Bệnh viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Trước đó, dù không phải là khu vực được quy hoạch để chứa rác, nhưng khu đất trên đường Phạm Văn Bạch của Hà Nội đã bị biến thành bãi đổ rác rộng cả 1.000 m² và cao gần chục mét, bốc mùi hôi thối đến các khu dân cư, trong đó có Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Ngày 27 tháng 11, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên chủ trì phối hợp với đồn biên phòng Thanh Luông và đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Điện Biên Phủ đã bắt giữ đối tượng Lò Thị Hoa, sinh năm 1993, trú tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, thu giữ tang vật gồm 6 gói ma túy đá cất giấu trong bao đựng gạo. Lò Thị Hoa khai nhận được một người đàn ông gọi điện thoại đến địa điểm trong xã để nhận số ma túy này, sau đó gửi về thành phố Hải Phòng thì sẽ được trả công 5 triệu đồng. Sau khi nhận ma túy, Lò Thị Hoa đem về nhà cất giấu. Đến chiều ngày 27 tháng 11 thì cho ma túy vào bao gạo.
bên ngoài bao bì ghi gửi về bến xe Niệm Nghĩa, thành phố Hải Phòng. Tuy nhiên khi đối tượng đến khu vực bến xe khách tỉnh Điện Biên thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn.